Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình dạy học trên truyền hình môn toán lớp 1. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé. Để học tốt tiết học này, các em hãy chuẩn bị giúp cô quyển sách giáo khoa toán Bộ Chân Trời Sáng Tạo và mở trang 44. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ chuẩn bị vở ô ly, bút chì, gôm và khối lập phương nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động khởi động. Ở hoạt động này, cô và các em sẽ cùng chơi một trò chơi có tên thi đếm nhanh. Trên màn hình của cô sẽ xuất hiện hai nhóm đồ vật. Nhiệm vụ của các em sẽ là nhanh thật nhanh tìm giúp cô nhóm đồ vật nào có số lượng là 8. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu trò chơi nha. Và thời gian suy nghĩ của các em là 5 giây. 5 giây, bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Bây giờ cô và các em hãy cùng đếm để chúng ta tìm xem nhóm đồ vật nào có số lượng là 8. 1 2 3 4 5 6. Như vậy cô có 6 quyển vở. Bây giờ các em hãy tiếp tục đếm cùng với cô nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy, cô có 8 cục gôm và đáp án của chúng ta đó chính là đáp án B. Cô xin chúc mừng những bạn nào cũng có đáp án B nha. Bây giờ, cô mời các em cùng đến với câu hỏi số 2 nha. Thời gian suy nghĩ cũng là 5 giây và 5 giây bắt đầu. Đã hết thời gian rồi, cô và các em hãy cùng nhau đếm để tìm ra đáp án. Chúng ta sẽ đếm nhóm đồ vật ở câu A trước nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Như vậy, cô có 8 khối Rubik. Bây giờ sang đếm các chú thỏ nha các em. 1 2 3 4 5 6 7. Vậy là cô chỉ có 7 chú thỏ thôi. Và cô xin chúc mừng những bạn đã có đáp án là A. Cô hy vọng qua trò chơi vừa rồi, các em đã được ôn lại số 8 mà mình đã được học trong bài học trước. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài số 9, tiết 1. Qua bài học này, cô rất hy vọng các em sẽ cùng với cô hoàn thành các mục tiêu bài học sau. Thứ nhất, lập số, đếm, đọc và viết đúng số 9. Phân tích và tổng hợp đúng số 9. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau sang hoạt động khám phá. Các em hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết cô có gì nha. Đúng rồi, cô có 9 quả măng cụt. Các em hãy tiếp tục quan sát xem cô có gì trên màn hình nha. Đúng rồi, cô có 9 chấm tròn và cô dùng chữ số 9 để viết. Đọc là 9. Mời các em đọc lại với cô. 9. Và cô giới thiệu với các em đây là cách viết số 9. Tí nữa cô sẽ hướng dẫn các em nha. Và để khắc sâu những kiến thức mà chúng ta vừa học về số 9, bây giờ cô và các em hãy cùng nhau bước qua hoạt động
thực hành. Và hoạt động đầu tiên cũng rất là quen thuộc, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau tập viết số 9. Mời các em quan sát trên màn hình. Số 9 cũng cao 2 ô ly. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết số 9 nhé. Cô đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết nét cong kín rộng 1 ô ly. Chuyển hướng, cô viết nét móc dưới bên trái. Và dừng bút cao hơn đường kẻ ngang 1, cô được số 9. Bây giờ, các em hãy mở vở của mình ra. Chúng ta sẽ cùng nhau tập viết 3 số 9 vào vở. Cô mời các em. Tiếp theo, các em hãy viết giúp cô các số 6, 7, 8, 9 vào vở của mình. Cô tin rằng các em đã viết rất nhanh và đẹp đúng không nào? Các em đã sẵn sàng cùng cô qua hoạt động số 2 chưa? Mình bắt đầu nhé! Ở hoạt động 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau đếm số từ 1 đến 9. Nào các em hãy cùng giơ tay và đếm với cô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chúng ta vừa đếm xuôi từ 1 đến 9. Bây giờ mình sẽ tập đếm ngược lại nha. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn các em đếm xuôi và đếm ngược cái số từ 1 đến 9. Các em hãy thực hành ở nhà nhiều lần để mình sẽ đếm được thuần thục hơn. Và bài tập số 3 cũng rất là quen thuộc. Cô mời các em hãy cùng nhìn lên màn hình. Bài tập số 3 chính là nói các cách tách số 9. Cô chắc hẳn hoạt động này các em đã rất quen với các bài học trước đúng không nào? Trên màn hình cô có 9 khối lập phương. Và nhiệm vụ của các em là hãy suy nghĩ và tìm ra cho mình một cách tách và điền số thích hợp vào sơ đồ tách gộp. Các em sẽ có thời gian là 10 giây nhé. 10 giây, bắt đầu! Đã hết thời gian rồi. Cô tin chắc rằng mỗi em đều có một sơ đồ tách gộp của riêng mình. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tổng kết lại xem chúng ta có những cách phân tích số 9 nào nha. Cách thứ nhất cô có như sau. 9 gồm 8 và 1. 9 gồm 1 và 8. Như vậy, cô sẽ có sơ đồ tách gộp tương ứng. Cách thứ hai, cô có 9 gồm 7 và 2. 9 gồm 2 và 7. Cô cũng có sơ đồ tương ứng như sau. Và cách thứ ba, cô có 9 gồm 6 và 3, 9 gồm 3 và 6. Cô cũng điền được số vào sơ đồ như sau.
Và cách cuối cùng. 9 gồm 5 và 4. 9 gồm 4 và 5. Cô cũng điền được các số vào sơ đồ như sau. Như vậy, các em có đáp án giống như cô không? Chắc hẳn là có đúng không nào? Cô xin chúc mừng các em nhé! Vừa rồi, cô và các em đã tìm được 4 cách tách số 9. Cô có các sơ đồ như sau. Bây giờ, cô sẽ hệ thống lại các sơ đồ này thành bảng tách gộp 9. Đầu tiên, cô sẽ đặt số 9 lên trên cùng. Tiếp theo là từng cặp số gộp lại được 9. Đầu tiên là 8 và 1. Tiếp theo là 7 và 2. Tiếp theo 6 và 3. Và cuối cùng 5 và 4. Cô vừa hình thành xong bảng tách gộp 9 rồi đó các em. Bây giờ cô và các em sẽ cùng ôn lại cách đọc bảng tách gộp này. 9 gồm 8 và 1. 9 gồm 1 và 8. Gộp 8 và 1 được 9. Gộp 1 và 8 được 9. Tiếp theo cô cũng có 9 gồm 7 và 2. 9 gồm 2 và 7. Gộp 7 và 2 được 9. Gộp 2 và 7 được 9. Tương tự như vậy, ở cặp thứ 3 cô có 9 gồm 6 và 3. 9 gồm 3 và 6. Gộp 6 và 3 được 9. Gộp 3 và 6 được 9. Và cặp số cuối cùng. 9 gồm 5 và 4. 9 gồm 4 và 5. Gộp 5 và 4 được 9. Gộp 4 và 5 được 9. Ở nhà, cô hy vọng các em sẽ luyện tập lại nhiều lần bảng tách gộp 9. Với mỗi cặp số, các em hãy luyện đọc cho mình hai cách tách và hai cách gộp các em nhé. Và hoạt động cuối cùng là một hoạt động rất thú vị. Chúng ta sẽ đến thăm một địa danh của đất nước. Các em có tò mò không? Vậy thì hãy bắt đầu cùng cô nha. Hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế, là vị trí cô đang đánh dấu ngôi sao đỏ trên bản đồ của đất nước Việt Nam. Sử sách ghi lại rằng, trong thời gian trị vì của mình, vua Minh Mạng là một vị vua thời nhà Nguyễn đã cho thực hiện một công trình mà từ đó đến nay vẫn được xem là báu vật, tượng trưng cho sự trị vì của các vị vua nhà Nguyễn. Cô mời các em cùng cô đến tham quan Cửu Đỉnh. Cửu trong tiếng Hán nghĩa là số 9 đó các em. Như vậy, Cửu Đỉnh là 9 cái đỉnh bằng đồng. Hiện nay, Cửu Đỉnh được đặt ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng Thành Huế. Cửu Đỉnh được vua Minh Mạng xây dựng và khánh thành vào ngày 1 tháng 3 năm 1837. Trên mỗi đỉnh có một tên gọi riêng, lần lượt là Cao Đỉnh, Nhân Đỉnh, Chương Đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị Đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên Đỉnh, Dụ Đỉnh và Huyền Đỉnh. Đây chính là các thủy hiệu của quốc các vua nhà Nguyễn. Và trên mỗi đỉnh có một điểm đặc sắc nữa, đó chính là có 18 hình khắc mô tả cảnh vật và sản vật của đất nước Việt Nam. Và cho đến ngày hôm nay, Cửu Đỉnh là tượng trưng cho sự giàu đẹp,
thống nhất của đất nước và ước mong triều đại mãi bền vững, hùng mạnh của vua Minh Mạng. Cô hy vọng rằng nếu có dịp, các em hãy đến thăm nơi đây và tham quan cửu đỉnh các em nhé. Như vậy, tiết học hôm nay chúng ta đã cùng nhau học đếm, đọc, viết số 9 và làm quen với bảng tách gộp 9. Các em hãy rèn luyện thêm ở nhà để ghi nhớ kiến thức nha. Bây giờ, cô và các em hãy cùng nhau tự nhận xét để xem mình đã hiểu được hết bài học ngày hôm nay chưa? Các em đã đếm, đọc, viết đúng số 9 chưa? Các em đã phân tích, tổng hợp đúng số 9 chưa? Cô tin chắc rằng các em đã hoàn thành hết được mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Và đây cũng là hoạt động cuối cùng của tiết học. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Các em nhớ ôn bài và chuẩn bị bài thật kỹ nhé. Xin chào các em.